Hello, xin chào cả nhà nha. Em quá gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu cái máy quay, không biết nó quay để quay gì nữa nè. Đang tháo ra kìa. Quay không biết quay gì nữa. Cái này là gà vô ha. Em nghĩ này bào có muốn hay bào gao hay gì đó, nó có nè, nó có cái phụ kiện là lưỡi dao này với lưỡi dao gọc gọc nữa nè, thêm lưỡi dao nhỏ, lưỡi chà nhám gì không biết nè, mà này không biết gắn đâu nữa. Em nghiên cứu gờ gờ tìm hiểu hoài nó không ra, ngoại hình đẹp không nứt không bể ha. Cái này vô đúng ngàm nè ha, quý khách thấy không, cái ngàm của nó nè ha, đây nè, nó giờ mình giật ra lại nè ha, mình lấy ra. Xong nó chui lũi rồi, sao có mấy miếng này trong đây nữa, không biết người ta đưa lộn hay là của nó, không biết nữa. Có gì đó, này đưa đây, quay, còn này không biết làm gì luôn nữa. Cái này hết rồi, đâu có gắn vô đâu được đâu, không gặn luôn. Bởi nhiều khi bán cũng khổ lắm, bán không biết cái gì, nhiều khi khách hỏi không biết cái gì, không biết cái gì thiệt. Đó là thiệt tình luôn. Mà ha, quý khách lưu ý mà ha, nè cái ngàm nè ha. Nè đưa đây nè, dặn lại nè. Rồi là rất là cứng luôn ha. Rồi ok. Ôi, miếng này chắc để đậy lên nè. Đó, cái này thì đó, đậy là đúng rồi nè. Quay. Không tháo nó ra cũng được nè ha. Ok. Quý khách cô chú chị em nào có nhu cầu liên hệ với Zalo, Facebook, YouTube Chợ Tốt Messenger giùm em. Có số điện thoại 0939 396 480. Rồi. Em tin quá ha. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ với giùm em. Rồi. Điên không đi cho nó gọn ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả các quý khách đồng hộ trong thời gian qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại.